Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hơn 3.546 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 32,4% dự toán Bộ Tài chính giao. So với cùng kỳ năm 2023, nguồn thu nội địa của tỉnh tăng 10,3%, đạt 3.094 tỷ đồng. Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 452 tỷ đồng, tăng 25,6%. Với sự tăng trưởng và phục hồi kinh tế như hiện nay, dự báo trong 6 tháng đầu năm 2024, Tây Ninh ước thực hiện thu nội địa đạt 5.509 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 782 tỷ đồng. Xác định thu ngân sách nhà nước là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần thu đúng, thu đủ, nghiêm túc thực hiện các khoản thu thuế giảm cho doanh nghiệp, đảm bảo công bằng, minh bạch, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh nhà. Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát các nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, tăng cường công tác kiểm tra, kéo giảm nợ thuế.